Dạ xin chào quý ông bà, cô dì, anh chị em. Nay có một thông tin, có một lô đất thuộc xã Công Hà Tốc, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Có nhu cầu bán, em vào đây em quay và đăng tải lên để bán cho bà con ở tại đây ạ. Và trước hết để em giới thiệu tiện ích xung quanh lô đất chúng ta. Đây là con đường dầu nhá, đường dầu này rộng khoảng cỡ tầm 4 mét. Từ vị trí đây đi theo hướng đây chúng ta ra tới đường liên xã thì bán kính trong vòng khoảng 4 cây số ạ. Khoảng 4 cây số đổ lại. Ra tới trung tâm ủy ban dân xã, trường học cấp 1, cấp 2, chợ cũng chỉ khoảng 5 cây số đổ lại thôi. Và ra tới thành phố Pleiku, Gia Lai để chúng ta về sân bay để chúng ta đi lại thì khoảng 40 cây số. Về tới ủy ban dân huyện Chư Sê cũng như quốc lộ 14A, trường học cấp 3, ngân hàng vân vân thì khoảng 8 cây số đổ lại thôi ạ, chỉ 8 cây số đổ lại. Và đây là khu dân cư nhá. Và đây hôm nay em giới thiệu và đăng tải lên một đất chúng ta bắt đầu chớm cái đường dầu này, bắt đầu là vào cái vườn của chúng ta đây ạ. Một lô đất có tổng diện tích là 2 hectare mốt, có nhà cửa và một số cây ăn trái. Và đây là con đường bắt đầu, đây là đất của chúng ta, là con đường để chúng ta đi vào trong nhà. Con đường này rộng khoảng tầm 4 mét, xe tải chúng ta có thể đi vào tới nơi. Mọi tiện ích xung quanh đây thì con em chúng ta có thể định cư ở đây à, để đi ăn học, mua bán, ra chợ rất gần, bán kính trong vòng chỉ khoảng 3-4 cây số đổ lại thôi. Khu dân cư rất đông đây ạ. Tí em sẽ bay live cam quý vị sẽ thấy. Và đây vườn thì được chủ nhà rào toàn bộ xung quanh bằng chủ gỗ và thép gai. Tổng diện tích là 2 hectare mốt, trong đó gia chủ đã trồng được 1.000 cây cà phê giống mới TR4 nhá. Bắt đầu cho chúng ta vào thu kinh doanh. Đây ạ. Bắt đầu năm nay vào thu kinh doanh năm đầu tiên. Nếu năm nay gia chủ dự tính thì được khoảng 2 tấn nhân thôi ạ. Bởi vì năm nay là năm thu bói đầu tiên. Và trong đó có 100 cây sầu riêng. Năm thứ nhất, năm thứ hai và năm thứ ba, tổng là 100 cây sầu riêng. Và có 200 cây nhãn, hương chi. Và có một số cây ăn trái khác giống như là bơ, mít, vải. Đất chúng ta thì bằng tuyệt đối, bằng như sân bóng luôn. Và đây nhãn đấy ạ. 200 cây này thì bắt đầu chúng ta có thể vào thu bói rồi đấy ạ. Với giá nhãn hương chi này cũng rất cao, giao dịch từ giá 15 tới 20 nghìn trên một ký. Gia chủ hiện tại đang định cư ở đây, bây giờ có nhu cầu bán để về quê định cư nhá. Có nhờ em về đây quay và đăng tải lên với cái bán với cái giá hợp lý cho quý ông bà, cô dì, chú bác, anh chị em chúng ta có nhu cầu. Thì về đây trực tiếp em sẽ đưa đi xem vườn. Và đây trước nhà đây, bắt đầu vào đây có cái sân thì đây là có cây gọi là cây lộc vừng. Gia chủ này cũng chịu chơi cây cảnh, rất nhiều cây cảnh. Và đây ạ, khu vực này thì là một cái sân bê tông rộng trên dưới khoảng 200 m². Một căn nhà cấp 4, có đầy đủ công năng sử dụng. Gia chủ bán chỉ mang đi dụng cụ cá nhân thôi, còn đâu để lại toàn bộ tài sản này cho chúng ta ở lại, dụng cụ để phục vụ cái vườn. Và nguyên cái vòm lan đây thì gia chủ đang, đây là người ta ở đây để người ta mượn đất, nhờ thuê nhà này chăm sóc. Nên là nói về cái khung nhà và cái cây lan này thì gia thì của người khác nhá, người ta mang đi. Đó. Còn toàn bộ nhà này, chuồng trại, chăn nuôi bò dê thì gia chủ để lại hết cho chúng ta. Căn nhà cấp 4 đây ạ. Có giếng khoan, có hồ diện tích khoảng 1 sào. Nói về nguồn nước thì yên tâm, không phải suy nghĩ. Đó. Có cả camera nắp đầy đủ đó ạ. Và đây, khu vực chuồng trại thì bên đằng sau nhà đây ạ. Gia chủ sẽ để lại toàn bộ khu vực chuồng trại, hiện tại bây giờ đang nuôi bò nhá. Kể cả bò, dê, gà, vịt, nếu nhu cầu quý ông bà nào chúng ta có thể mua để sử dụng, có nhu cầu chăn nuôi thì gia chủ cũng tính theo giá trị để gia chủ cũng để lại luôn. Đấy. Hiện tại bây giờ cả lớn cả nhỏ theo như em thấy thì trên dưới 20 con bò, toàn bộ bò lai đẹp nhá. Đó, toàn bò lai đẹp thôi. Chuồng trại rất rộng, diện tích chuồng trại chăn nuôi này trên dưới khoảng 300 m². Có nhu cầu về quê nên mới bán lại thôi, cũng rất tiếc phải bán để về quê. Với chất đất đỏ, đỏ pha đen một chút nhá. Với chất đất này rất hợp với cây sầu riêng và một thứ cây ăn trái khác đều phù hợp hết. Nó sầu riêng thì em nhắc lại, trên dưới 100 cây sầu riêng, chỉ mới trồng vào năm thứ hai, toàn bộ sầu riêng thái hết. Đấy, sầu riêng này ạ. Có một số cây bên dưới kia thì vào năm thứ ba, thứ tư.
nhãn đây, 200 cây nhãn. Và đây là cái bờ lô gia chủ để đi làm phục vụ cái vườn của chúng ta đây ạ. Rất đẹp. Đây, nhãn này, ở trên thì chanh dây, ở dưới thì nhãn. Nói chung phù hợp với một gia đình để chúng ta về đây định cư. Với tổng diện tích là 2 hectare mốt trên bìa đất sử dụng là hơn nhá. Nhưng mà gia chủ chỉ bán trên bìa thôi. Với tổng tài sản này gia chủ đang đưa ra cái giá chỉ có 1 tỷ 700 triệu. 1 tỷ 700 triệu bao sang tên. Chúng ta có thể gặp trực tiếp chủ nhà để chúng ta thương lượng, để chúng ta giao dịch mua bán ạ. Với cái giá rất hợp lý, một lô đất ở tại huyện Chư Sê. Đường đi nối lại thuận tiện, đường giàu đi vào tới vườn của chúng ta luôn nhá. Đây ạ, vườn chúng ta còn rộng tút xuống dưới này. Đây ạ, có khoảng cỡ tầm 100 cây ổi không hạt nữa đây ạ. Ở đây anh gia chủ này trồng rất nhiều các loại cây, đang trồng cây cà pháo đây. Rồi, theo lời anh chia sẻ thì 100 cây sầu riêng thì có khoảng 50 cây sầu riêng vào năm thứ 2. Thứ 2 bắt đầu chớm vào năm thứ 3 đây ạ. Đó, là có thể cây sầu này có thể 2 năm nữa là cho chúng ta vào thu hoạch rồi. Đây ạ, giếng khoan đây nhá. Giếng khoan điện 3 pha đầy đủ đây ạ. Đây này, ống đã được giải đi khắp vườn. Đây là giếng khoan, còn cái hồ dưới kia là để nuôi cá. Nếu mà cần sử dụng tới nước thì chúng ta có thể sử dụng nước tới hồ. Đây, sầu riêng đây. Cà phê đây ạ. 1.000 cây cà phê nhá, bắt đầu vào cho chúng ta thu kinh doanh. Rất đẹp, cà phê giống mới trái to. Năm nay được khoảng 2 tấn nhân. Rồi, trời chuẩn bị mưa, em quay sơ bộ vậy thôi. Quý anh chị nào có nhu cầu mua thì liên hệ cho em số điện thoại trên màn hình là 0975582442. Em sẽ chia sẻ và gửi thông tin đầy đủ pháp lý cho quý vị tham khảo ạ. Và đưa về đây trực tiếp để chúng ta xem vườn và gặp chủ nhà. Để em nhắc lại tổng diện tích là 2 hectare mốt nhá. Cách thị trấn Chư Sê chỉ khoảng 7-8 cây đổ lại thôi. Đó. Khu dân cư đông đúc, nhà, ao, hồ, vườn, trang trại đầy đủ. Rồi bây giờ xin mời theo dõi livecam để biết vị trí và tiện ích xung quanh nó thuận tiện thế nào ạ. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.